Vâng, em Khải Đăng xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khải Đăng Ô Tô Hải Phòng. Địa chỉ An Não Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Trước mắt quý vị anh chị, đây là một mẫu xe thương hiệu của Hàn Quốc sản xuất tại Việt Nam, form dáng của Hyundai Avanti đời 2015 các bác nhé. Phiên bản số sàn, động cơ 1.6 tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. À quên, 98 là Bắc Giang. Cái này người cứ lú đi thôi. Nói tần nhầm thôi các bác ạ. Dòng này thì nó được trang bị đầy đủ các tính năng như là túi khí, phanh ABS, 4 bánh đầy đủ hết. Nó cùng phân khúc với lại Vios các bác nhé. Nên là nó khá là ok với cửa tiền là dưới 300 triệu đồng. Chính xác. Hả? Đó, con này nó là phân khúc của Vios, nhưng mà phân khúc giá tiền của Vios thôi các bác nhé. Nhưng giá tiền không bằng Vios thôi, chứ thực ra con này nó là phân khúc của Antis cơ. Đấy. Anh đi trước đây. Thoải mái. Đấy, phân khúc C mà giá nó lại rẻ hơn cả phân khúc B, nên em nói là cùng phân khúc với Vios. Nhiều anh em như chiếc Forte cũng vậy, nắm nút phân khúc C nhưng em toàn nói giống phân khúc Vios thôi, vì giá tiền của nó có khi chưa bằng Vios cơ. Vì sao lại không bằng? Vì cái độ thông dụng của Vios tại Việt Nam thì mình cứ auto là cứ phải mấy thằng Tota, mấy thằng Vios, mấy thằng Innova. Nhưng mà anh em quên đi rằng có rất nhiều chiếc xe khác mà cửa tiền ngang ngửa nhưng phân khúc lại cao cấp hơn. Đấy. Ví dụ như chiếc Avante này hay là chiếc Kia Forte, đấy là những mẫu xe mà có thể vượt tầm hơn so với Vios. Nhưng mà anh em lại giá lại rẻ hơn cả Vios cơ. Đặc biệt thì đời 2015 bên em đang chào bán mức giá có 293 triệu đồng, hỗ trợ bao rút hồ sơ. Nếu anh em nào mà quan tâm, alo còn bớt cho bà con các anh chị quan tâm alo Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Nếu Vios E đời 2015 anh em đang bán xe đẹp gia đình mà đẹp sạch sẽ, cỡ như này thì anh em phải bán thấp nhất về 34-35 anh em nhé, tùy theo xe. Còn tất nhiên nó không có đâm đụng gặp nước, còn những xe lỗi thì không nói gì. Trên thị trường thì rất nhiều những người bán xe rộn xe lỗi các bác nhé. Nhiều anh em người ta buôn xe chỉ có mua xe lỗi về bán thôi, vì xe lỗi về sẽ lừa anh em được mà bán được tầm 5-60 triệu một xe, 4-50 triệu một xe các bác nhé. Nhưng bọn em làm nghề này và bọn em làm cửa hàng rất là lớn, uy tín hàng đầu cả nước, nên là bọn em không có làm xe lỗi, nên các bác an tâm rằng chất lượng chiếc xe bên em đưa ra là gần như là nó đạt mức độ tiêu chuẩn cao, chứ không ai dám chắc là nó không đâm đụng hay không chạm nhẹ hay là không xước sát gì cả. Bên em có cam kết bằng văn bản cho mọi người, nên mọi người hoàn toàn yên tâm mua xe bên em. Đấy, vừa rồi hiện tại em đã vừa bán 2 chiếc xe về cho các bà con các bác anh chị trong buổi chiều. Đó. Ngày là ngày dịch chứ không phải là ngày dịch thì bọn em bán kinh khủng lắm. Hôm nay em có bán một chiếc Fiesta về Quảng Bình. Anh người Quảng Bình thì chỉ ra đến Thái Bình được thôi, thì em đánh xe ra Thái Bình cho anh lấy xe về luôn. Con Ford Fiesta đời 2011 số sàn. Và anh em người Nam Định ra đến tận bãi xe đây, có giấy test PCR, anh em ra tận bãi xe và lấy chiếc Vios 15A24500 đấy. Em gọi là đời 2016 em lên sóng đấy. Đó, rất là nhiều anh em ở các vùng tỉnh khác đến nhà em xem xe và mua được xe rồi các bác nhé. Mỗi ngày 2-3 người. Nên mọi người cứ an tâm rằng cái xe bên em đưa ra cho thị trường là luôn luôn là cái xe giá tốt và đẹp. Xe đẹp trước các bác nhé, đừng có tham rẻ. Có một chiếc như này ở đâu đó người ta sẽ bán tầm 240-260 chẳng hạn, anh em đừng có tham rẻ mà nào vào. Cứ phải mua xe đẹp nắm tiền. Đấy. Tiền nào của đấy các bác nhé. Mang lức sơn màu bạc mà xe gia đình không khoan đục, mà giá tiền của nó rất là ok, 290. Cửa tiền này thì anh em còn bớt mà, nên mọi người cứ an tâm thôi. Alo cho Khả Năng làm việc. Hyundai Avante động cơ 1.6 số sàn thì nó tiêu hao tầm khuôn 7 lít xăng trên 100 km hỗn hợp. Còn nếu anh em đi đường trường nó chỉ nằm 5 lít rưỡi đến 6 lít thôi các bác nhé. Càng chấm to thì càng leo núi thì càng lại càng đỡ tốn anh em nhé. Nhớ như vậy. Con 0.8 con Hyundai E1 ở bên trên kìa, em bán 155 triệu đời 2012 kìa. Còn đấy nó 0.8, nếu anh em đi đường trường nhé, đi đường bằng này, nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, nó chỉ 5 lít rưỡi thôi. Nó bằng con Spark mà. Nhưng mà cái con này mà leo núi, cái con đấy mà leo núi với con này, con kia leo núi thì nó sẽ tốn xăng hơn cái con này leo núi anh em ạ. Gấp đôi máy nó khỏe hơn, nó đỡ tốn xăng hơn. Đấy. Thì nó động cơ 1.5.6 nó sàn sàn bằng Sunny và bằng Vios, nên là cái giá tiền xăng của nó không đáng bao nhiêu mấy anh em, không quan tâm nhiều lắm, nó chỉ chênh nhau tầm nửa lít thôi. Dòng này sẽ chênh hơn do Vios nửa lít. Nên mọi người cứ an tâm về cái chất lượng của chiếc xe cũng như là cái chất lượng tiêu thụ nhiên liệu bên em có đưa ra đây cho mọi người tham khảo. Biển Bắc Giang này thì không quan trọng, quan trọng là anh em sẽ rút hồ sơ cho mọi người được, tất cả các biển về tỉnh nào cũng được. Đó, với mức giá 293 triệu đồng có hỗ trợ tận răng cho bà con các anh chị xem xe tại nhà. Đấy. Đăng kiểm tháng 2 năm 2023 rất là dài, em nhìn nắng thoáng bên trong có cả cam hành trình cơ. Cam nùi màn hình đầy đủ hết rồi, không thiếu gì cả. Đèn nét, đèn nung đầy đủ hết. Đó, phân khúc lại cao cấp hơn Vios nhưng mà giá tiền lại rẻ hơn Vios rất nhiều luôn, vài chục triệu đồng luôn. Vì sao? Vì độ thông dụng của nó anh em nhé. Vì người ta thích mua Vios về chạy dịch vụ hơn, chứ không thích mua người ta, xe này chỉ có mua về chạy gia đình thôi. Cái tỷ lệ dịch vụ thì cũng có nhưng mà khá là ít anh em nhé.
xe sang mà, khá là sang và đẹp. Đấy, về form dáng thì nó thật là để đánh giá với phân khúc Altis thì không đẹp bằng, và Kia Forte thì cũng không đẹp bằng, nhưng mà nếu mà so sánh với Vios thì em thấy nó cũng sàn sàn như nhau. Còn đời form cũ của Vios thì làm sao ăn được chiếc này, đúng không ạ? Đấy, nên mọi người cứ tự lựa cân đối thôi. Na đang đúc nguyên bản theo xe nhé, 4 lớp mới. Nhà em còn hai chiếc màu đen, một chiếc đời 2013, một chiếc đời 2012, đâu đó bán tầm 260-270, 250. Mọi người cứ tự lựa này. Đây, xe nội thất khá là đẹp. Điểm trừ của chiếc xe này thì em thấy cái màu ghế da là không được đẹp lắm. Nhưng không quan trọng, vì sao ạ? Vì cái ghế da này bọn em bọc thì nó rơi vào tầm khuôn 1,5 triệu một bộ này, đến 2 triệu một bộ là nó đẹp như mới ngay. Cái màu này nó sẽ không phù hợp với cái tapi cửa. Em thấy nó không bao giờ đẹp bằng cái màu zin nguyên bản của nó. Cái màu như này này, bọc màu ghế da như này hoặc màu như này, đấy thì nó sẽ đẹp, nó hợp mấy cái tapi cửa này hơn, thì nó nhìn nó sang xe hơn. Anh em khuyên mọi người nên nếu có mua hoặc là nếu có nhờ bọn em muốn kết chiếc này rồi, muốn nhờ bọn em bọc lại bộ ghế da, em sẵn sàng bọc cho các bác bộ ghế da, vì trong cái bộ ghế da này nó không được vừa mắt, em thấy nó không vừa mắt, nhưng mà nó có thể thay đổi được anh em nhé, không phải là cái chuyện mà thay đổi được. Ví dụ đâm đụng thì không thay đổi được, nhưng ghế da anh em bọc màu gì cũng được các bác nhé. Bên em sẽ hỗ trợ bọc cho mọi người với giá tầm 2 triệu đồng, đơn giản. Keo chỉ cánh cửa anh em nhìn đây, sất mỗi tí sơn, anh em nhìn thấy không, sất mỗi tí sơn đây này, vào sơn ngay này, vào sắt luôn đấy, vào thép luôn thì nó là sơn zin đấy, anh em nhìn thấy không, keo chỉ cánh này nguyên zin 100%, không mất phần nào luôn. Đó, cánh bên phụ nhá. Nội thất thì khá là tươm tất, có sơn vân gỗ này, đẹp chưa, nhìn trông khá là nổi bật, có dán da dán dung đẹp lắm anh em đấy. Form dáng nó sạch sẽ, biển 98 Bắc Giang. Bọc ông nào bọc cái màu ghế da nhìn khắm ấy, nhìn không ưa một tí nào cả. Bọc cái ghế da này bên em sẽ bọc lại. Nếu bà con có ba anh chị nào mà ưng chiếc này, alo cho Khả Năng Ô Tô, em sẽ hỗ trợ bọc bộ ghế da mới cho bà con với mức giá 293 triệu đồng, em miễn phí bọc ghế da mới cho bà con có ba anh chị. Alo ngay cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Keo chỉ cánh này, nói chung xe cũ rồi nó sẽ có một số những cái chỗ xước sát ví dụ bình thường, nhưng mà cái cột kèo là nguyên zin anh em nhé, cột kèo là nguyên zin luôn này. Ngày xưa em hay bóc nhưng mà bây giờ em cam kết luôn nên em chẳng cần phải bóc cho các bác làm gì cả, nhìn nó đau mắt mất thời gian này, đúng không ạ? Đấy, mình cứ phải nói chuẩn. Vì sao anh em từ các tỉnh xa đến đây mà mua toàn được xe, mua phát đi về luôn, có bao giờ phải ngại đâu, vì bọn em đã báo chuẩn rồi mà, sai vả mặt trực tiếp. Bây giờ đi từ tận Nam Định ra, ông đi từ Quảng Bình ra đấy thì có mà ra đến đây mà anh em mà nói không chuẩn thì có phải là đánh nhau không, đúng không? Rất là mất hay, các bác an tâm thôi. Đấy, con này nội thất nhìn khá là tươm tất anh em nhìn này, nội thất đẹp nhưng mà cái da dung này nó đẹp này. Nhưng còn cái ghế da này em không nói em gì cả, thay được rồi nhé, mình ghế da thay được rồi, không cần nói với nó nữa, nhìn ngứa mắt lắm. Em lại ghét cái màu vàng bò này, nhiều anh em lại thích cái màu này nhé, nhưng em ghét tuyệt đối, nhìn ngứa cả mắt. Nhưng mà được cái là nó có thảm cái đời chân bằng sợi bún với lại cái thảm 3D rồi, trải sàn 3D, chân nỉ nỉ nguyên bản, bọc ni lông sạch sẽ, khuyến mại hộp khẩu trang theo xe. Đấy, xe khá là này, sạch sẽ này. Đây này, bên trong này có tí xước tí sơn đây. Đây này, sơn xước nem nhem đây thì bọn mình có thể tỉa được, nhưng mà cứ để nguyên cho mọi người xem là sơn zin chứ không phải đâm đụng nó hỏng. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nó rất là tươi và mới. Với cửa tiền mà 290 triệu thì còn hỗ trợ này, còn bao cái loại bao cái kia nữa cơ mà anh em. Đấy, cứ alo làm việc thôi. Ưng thì lấy, không ưng thì lại là mua chiếc khác, nhiều xe lắm, thiếu gì xe. Đây này anh em này, khách đến xem xe, bóc cột, bóc kèo đã xem có đâm không này. Đấy, người ta biết xem đấy. Đấy, nguyên hết đấy. Bóc này này. Đó, rất là đẹp. Đây, ốc ngụ bản nè vòi voi này, còn nguyên chưa hề có mở phát nào nhé. Đó, ghế da nhìn ngứa mắt lắm, không nói nữa. Nhìn trông xấu kinh. Ông nào cũng bọc cái màu xấu. Về phần vô lăng thì đây lại có thêm một điểm trừ. Điểm trừ là cái vô lăng khâu da này nó bị mòn da, rách da chỗ này rồi. Đấy, nhưng mà nó rất mà may, nó không mòn ở đây, nó không mòn ở đây. Nhiều anh em đi taxi, anh em tì cho nó mòn bét nhè cái này ra, vỡ cả túi khí bên trong này ra. Vỡ cái này, anh em nhìn cái lớp bùng bùng này là lớp túi khí, anh em nhìn không? Bùng bùng cái này, đây này. Đấy, thì bên viền đây này, khi nào nó đâm bụng thì nó nổ phát bung, nó nổ vào mặt mình này. Thì nó sẽ đỡ cho mình đập đầu vào gãy răng vào đây. Đấy, đây là bên trong này có đựng túi khí nhá. Thì còn nguyên chưa đâm. Đấy, còn cái này thì bọc lại được 500.000, khâu da thoải mái anh em nhé. Khâu da hết 500.000 thôi. Là anh em sẽ khâu được cái mới đẹp nét căng luôn. Đấy, hai bên sân vân sần này, điều hòa đây. Thử để đổ phát xem tình hình xe cộ như nào. Đây. Đó, ui tiếng đổ rất là căng, vừa em đè hơi căng, hơi dài tay một tí. Nhấc tay ra sớm một chút thì nó sẽ không có tiếng khẹt đấy. 9.000, 9.2. Xe này thì là xe gia đình rồi, nhưng mà không biết là 9.2 có chuẩn không.
cái vô năng này, củ số này thì khá là chấp nhận được. Nhưng mà cái chỗ mòn này nếu mà chỉ vận hai thì ông nào ông ngồi ông chỉ có thế này, ông tay ông vẩy 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 này, ông cậy này chưa nhiều, ông bị tật nên ngồi cứ gầy 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 này, ngón cái này hôm nay ngón này cứ gầy 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 gầy, tốc độ tay căng thì nó xấu vậy thôi. Cái màn hình này không có, cái này không có màn hình, nhưng đổi lại nó có cam hành trình trước sau. Đấy, cam hành trình trước sau luôn, đằng trước nét căng, đằng sau full HD đầy đủ hết nhá, không thiếu gì. 9.2 đó, xe đẹp. Điều hòa phát xem tình hình ra, điều hòa không mát à? À mát luôn thì các bác, mát luôn, lửa mát lắm, mắc AC luôn, rất là mát. Chưa có màn hình nhưng mà lại có cam hành trình trước sau, có cam đùi không, nhìn cam đùi nữa này, màn hình cam hành trình trước sau, cam đùi đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Nói chung là nó chẳng khác như màn hình cả, anh em có thể nghe nhạc được ở trên đây hay sao ấy. Đây này, đấy anh em nhìn thấy không, cái này nó thay màn hình này, các bác có thể xem được màn hình này, cũng như là cái tốc độ này, tốc độ đây, hồ sơ lái xe là cái gì đây, chế độ ảnh quản lý tệp. Nói chung là muốn làm cái gì thì về lắp thêm, không đáng bao tiền cả. Kiểm tra phần máy móc nữa là chúng ta kết thúc cái video này. Anh em có thể alo sớm cho Khả Năng Ô Tô để đặt cọc chiếc xe, xem xe tại Hải Phòng. Kính chỉnh điện nhé các bác nhé, 4 cánh luôn. Như dòng Vios thì limo thì nó kính bằng tay, nhưng kính này thì nó kính điện hết rồi. Đời cao lắm, đời 20 năm mới đi được có 5 năm thôi. Đây là phần khoang máy động cơ nhé anh em nhé. Đó, xe anh em vẫn đi lại bình thường nên là khoang máy động cơ. Nhìn chỗ này tương đối bẩn nhưng anh em chưa vệ sinh thôi, nhưng không quan trọng gì cái phần vệ sinh cả. Quan trọng là cái xe máy nó nổ êm như này anh em nhé. Máy DWC 16 van, động cơ 1.6. Đó. Tình trạng máy móc nổ rất là êm, không hề rung giật. Đấy anh em nhìn thấy không? Ốc mặt máy này ra rồi này, anh em nhìn này, có vệ sinh cái này rồi. Có vệ sinh đây rồi nhé. Nhưng mà máy nổ rất là êm, em nghĩ tỷ lệ máy zin rất là cao. Vì cái máy thì xuất phát xuất cung ở bên trong này cơ thì mình không thể biết được. Nhưng mà con xe như này thì chắc là vẫn máy zin thôi, mới được 5 năm mà máy không zin thì vô lý lắm anh em nhé. Trừ khi đâm đụng ngập nước thôi, còn máy vẫn zin anh em an tâm thôi. Về cái phần tai đèn đầu dàn xaxi thì em thấy còn nguyên đây. Đấy, có dấu hiệu bong tróc tí sơn thôi, anh em có thể chữa tốt lại tí sơn là được. Bên trên này thì keo chỉ anh em nhìn này, ốc lỗ cứ thật phần đầu cabo lỗ rất là tròn nhé. Cái này xe này thì anh em nhìn hết đúng không? Đấy, đến đây mà phát hiện ra là anh em có thể hoàn toàn nói Khả Năng Ô Tô không ra gì luôn. Đấy, đây này, tai đèn tai đung này. Có những một số con ốc nó bị han han đây thì nó là cái ốc do người ta tháo nắp ra, người ta nắp cái ốc khác vào thôi. Nếu đúng ra nhé, tháo bị ắc quy ra mà nó nắp lại như này thì ốc này là, thì nó mới han này thôi, chứ bình thường ốc của nó như này này. Đấy, độ bền nó khá là cao, tương đối là đẹp và máy nổ rất là êm nhé. Ốc vụ bản nề vài voi này anh em nhìn thấy không, rất là đẹp. Rồi, như vậy thì vừa rồi em đăng vừa báo giá review cho mọi người xong mẫu xe Avante đời 2015 tư nhân chính chủ biển Bắc Giang, bên em chào bán mức giá là 293 triệu đồng, hỗ trợ bà rút hồ sơ bọc ghế da mới cho bà con. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người, xin chào mọi người trong clip tiếp theo.